Rất là biết ơn các em đã quay trở lại với kênh của Thầy An. Ở video này chúng ta cùng nhau làm các bài tập ở trang 51. Bài 1. Tính Căn bậc 2 của âm 10. Bình phương Thì Thầy nhắc lại công thức một xí. Chúng ta có căn bậc 2 của A bình phương thì sẽ bằng trị tuyệt đối của a nha với mọi a được không với mọi a như vậy thì ở đây căn bậc hai của âm 10 bình phương sẽ bằng a ở đây đóng với trò là là âm 10 sẽ bằng tuyệt đối của a có nghĩa là tuyệt đối của của âm 10 Trị tuyệt đối của âm 10 chính là khoảng cách từ số âm 10 đến góc tọa độ. Thì khoảng cách này là bằng 10 đơn vị. Câu A. Câu B. Âm 2 phần 7 bình phương. Tương tự như vậy. Ở đây A đóng vai trò là âm 2 phần 7. Chúng ta sẽ được trị tuyệt đối của âm 2 phần 7 thì âm 2 phần 7 là một số âm cho nên là khi bỏ tuyệt đối khi bỏ tuyệt đối chúng ta sẽ thêm dấu trừ lần trước có nghĩa là trừ của của trừ 2 phần 7 trừ của trừ 2 phần 7 chính là cộng 2 phần 7 mình xong ha rồi câu câu C Rồi thầy nhắc lại à, ở lý thuyết chúng ta đã được đã được học là với số a không âm, đây là mọi a nha, mọi a, mọi a mình đều có điều này. Còn với số a a không âm, a không âm thì mình có gì? Với a không âm á thì chúng ta sẽ có căn của a tất cả bình bằng trừ căn của a tất cả bình và và sẽ bằng a và căn của a bình thì sẽ bằng a luôn đó với a không âm nha còn đây là với mọi a thì ở đây bạn này rơi vào trường hợp là trừ căn a tất cả bình đúng không thì bằng a do đó bạn này sẽ bằng bạn này bằng bằng hai ok a ở đây đóng vai trò là là số 2 rồi còn căn của 25. Căn 25 thì 25 chính là 5 bình. Đó. Cho nên chúng ta được là 2 trừ căn của 5 bình thì sẽ bằng 5. 2 trừ 5. 2 trừ 5 thì chúng ta được trừ 3. Câu D. Cô đây tương tự như vậy A đây đúng với trò là là 2 phần 3 nè, giống như trên này như vậy thì bạn này sẽ là là 2 phần 3 đó công thức này rồi 0,09 9 đó là 3 bình còn 0,09 chính là là 0,3 bình bạn này căn của A bình thì bằng A với A là số 0 âm. Rồi, chúng ta được gì? Thì à, 0,3 mà chia cho 3 thì chúng ta được 0,1. 0,1 nhân với 2, chúng ta được 0,2. Đó, thì chỉ cho các em nhẩm luôn. Rồi, chúng ta xong bài 1. Chúng ta sang bài 2 rút gọn các biểu thức sau câu a chúng ta có 3 trừ căn 10 tất cả bình phương bằng. thì theo công thức hồi nãy mình có căn của a bình phương thì sẽ bằng trị tuyệt đối của a a ở đây đóng vai trò là 3 trừ cho cho căn 10 rồi bây giờ mình cần xem xét bạn này là âm hay dương nè thì mình thấy nè căn 10 mà bình á thì bằng 10 còn 3 bình á thì bằng 9 à, 3 bình bằng 9 căn 10 bình bằng bằng 10 10 lớn hơn 9 do đó căn 10 lớn hơn lớn hơn 3 căn 10 lớn hơn 3 thì bạn này sẽ là số âm số âm thì khi bỏ tuyệt đối chúng ta đảo lại 3 trừ căn 10 mình đảo lại thành căn 10 trừ cho 3 để nó biến thành số dương. Đó. Còn vì sao mà đảo lại? Thì chẳng qua là chúng ta thêm, khi bỏ được đối bạn này số âm chúng ta thêm dấu trừ đằng trước thôi. Mình thêm dấu trừ đằng trước thì khi mình bỏ mà là mình sẽ được trừ 3 cộng 10. Hay nói khác là trừ 3 cộng cộng cho căn 10 hay nói khác là căn 10 trừ cho 3 các em có thể xem thêm ở video lý thuyết thầy có giải thích rất kỹ về vấn đề này nha rồi câu b câu b rồi bài này mình sẽ lấy làm sao hai này căn của a bình thì chúng ta được tuyệt đối của a rồi tiếp tục cộng với 4 a cộng với 4a rồi bây giờ Đề cho chúng ta là a bé hay không à để cho mình a bé hơn không a bé ăn không thì khi mà chúng ta bỏ tuyệt đối chúng ta phải thêm dấu trừ đằng trước đúng không do bạn này bé ăn không nên khi mình bỏ tuyệt đối này mình thêm dấu trừ đằng trước Đó. và 4a trừ 2a thì chúng ta được 2a Đó, mình lý giải là vì a của chúng ta bé hơn không xong câu b câu c căn của a bình thì bằng tuyệt đối của a nè tuyệt đối của a bạn này căn của 3 trừ a tất cả bình thì bằng trị tuyệt đối của 3 trừ a à, theo công thức căn của a bình thì bằng tuyệt đối của a rồi đề cho mình là a lớn hơn không và bé hơn ba a lớn hơn không và bé hơn ba a lớn hơn không thì bạn này khi bỏ tuyệt đối chúng ta giữ nguyên a bé hơn ba A bé ăn 3 thì bạn này là số dương Số dương nên khi bỏ tuyệt đối Chúng ta giữ nguyên Đó Chúng ta được là A trừ A là hết Mình còn 3 Rồi Chúng ta xong Bài 2 Mình sang Bài 3 thì mình biết rằng là căn của một tích thì bằng tích các căn căn của mục tích thì bằng tích các căn do đó căn của 16 nhân 0,25 thì bằng căn 16 nhân cho căn 0,25 căn 16 thì bằng 4 nè, vì 4 bình bằng bằng 16 còn căn của 0,25 là bằng 0,5 0,5 bình. 0,5 bình là bằng 0,25. Do đó căn của 0,25 chính là bằng 0,5. 4 nhân 0,5 thì chúng ta được. Nhân 0,5 chính là chia cho 2. 4 chia 2 mình được 2. Rồi, cô B ha. 2 mũ 4 nhân cho âm 7 mũ 2. Đó. Thì mình đây cũng có dạng là căn của mục tích. Căn mục tích thì bằng bằng tích các căn. Đi chưa? Căn mục tích thì bằng tích các căn. Có nghĩa là mình được căn của 2 mũ 4. 2 mũ 4 chúng ta có thể viết lại là thành 2 mũ 2 rồi rồi mũ 2. Đoạn này âm 7 mũ 2. Rồi chúng ta được ở đây a đóng vai trò là là hai bình nè căn của a bình hai bình là bằng 4 còn bạn này căn của a bình thì bằng tuyệt đối của a là tuyệt đối của của trừ 7. tuyệt đối của trừ 7 thì bằng 7 7 nhân 4 là là 28 rồi mình xong câu b mình sang câu c câu C. Thì ở đây 0,9 các em đừng có nhầm nha, các em nhiều bạn nhầm là 0,9 là bằng 0,3 bình là không đúng nha. 0,3 mà bình á thì bằng 0,09. còn đây là 0,9 à, Như vậy thì mình không có tính được Bạn này Bạn này cũng vậy Căn của 1000 chúng ta không tính được Cho nên mình sẽ gộp hai bạn này lại Mình có là tích các căn Thì bằng Bằng cân của mục tích họ tích các căn thì bằng cân có mục tích không phải chính nhân cho 1.000 thì chúng ta được 900 900 chính là là 30 bình đó căn của 30 bình chúng ta được là 30 Ok. Mình xong. Câu C. Câu D. căn 2 căn 5 căn 40. căn 2 nhân căn 5 nhân căn 40. Bài này cũng vậy. Căn 2 mình không tính được, căn 5 cũng không tính được luôn, căn 40 cũng không tính được luôn. Chúng ta gộp lại. căn à tích các căn thì bằng căn của một tích. À, nhân lại 2 x 5 x 40 10 x 40 là mình được 400 à. 400 là 20 bình đúng không 400 là 20 bình do đó căn của 400 là bằng bằng 20 Đây. Chúng ta xong bài 3 Chúng ta sang bài 4 Rút gọn các biểu thức sau Câu A. Căn của 8 bình nhân 5. Thì thầy nhắc lại công thức một xí. Chúng ta có là căn của A bình B thì sẽ bằng trị tuyệt đối của A nhân với căn B. Đó. A bình thì chúng ta lấy ra ngoài để tuyệt đối vào. Như vậy thì đây là công thức ha. Như vậy thì ở đây là 8 bình nhân với 5 thì số 8 này chúng ta lấy ra ngoài, chúng ta để tuyệt đối. Tuy nhiên, số 8 là số số dương thì trị tuyệt đối của 8 thì cũng bằng 8, cho nên chúng ta không cần cho tuyệt đối. Đây, mình xong câu A. Câu B này. Căn của 81 nhân cho A bình bằng thì bài này chúng ta có thể tách ra. Ha, mình tách ra đây là căn của một tích thì bằng tích các căn đó tích các căn được chưa căn một tích thì bằng tích các căn căn của 81 thì chúng ta được 9 vì 9 bình bằng 81 còn căn của a bình thì sẽ bằng trị tuyệt đối của a bây giờ mình bỏ tuyệt đối này mình nhìn xem mình thấy người cho a bé hơn không A bé hơn không thì khi bỏ trối chúng ta thêm dấu trừ đằng trước Nha, Giải thích Vì A bé hơn không Đó. Bé hơn không thì khi bỏ được đối chúng ta thêm dấu trừ đằng trước Còn lớn hơn không thì khi bỏ được đối chúng ta giữ nguyên Vậy thôi Chúng ta qua câu 4C thì ở đây à, mình thấy dấu nhân này dấu trừ này thì hiển nhiên là chúng ta phải thực hiện dấu nhân trước đúng không nhân chia trước cộng trừ sau và ở đây căn năm chúng ta cũng không tính được cho nên thầy sẽ gộp lại thì à, tích các căn thì sẽ bằng căn của mục tích Đó. chúng ta có là căn của a nhân cho căn của b thì bằng căn của a nhân b cho nên thầy sẽ gộp hai bằng này lại đây là tích các căn thì bằng căn của một tích mình sẽ được 5a này nhân cho 45a này đó trừ bằng này thì lúc này 5 nhân với 45 thì chúng ta được 225 a nhân a mình được a bình Rồi bạn này, thôi thầy viết xuống dòng cho nó đẹp nha. Bạn này lúc này thì chúng ta tách được rồi, bởi vì 225 là số số chính phương nên thầy tách ra. 225 nhân căn của A bình. Đó. trừ ba a. Các em viết thẳng cũng được nha, không cần xuống dòng. Thầy xuống dòng cho nó đẹp thôi. Lúc này mình thấy nè, 225 là số số chính phương nha, số chính phương. Các em nhớ số chính phương không? số phương như là 9 4 này, 9 này. 16 này, 25 này, 36 này, 49 này. Rồi à 64 này, 81 này, 100 này, 121 này, bla bla lại ha. và tới 25 nha. Đó. Thì bảng này 2 bình, 3 bình, 4 bình, 5 bình, 6 bình, 7 bình, 8 bình, 9 bình, 10 bình, 11 bình, 12 bình. Phần này là 15 bình ha cho nên là căn của hai năm thì bằng 15 còn bạn này căn của a bình thì sẽ bằng tuyệt đối của a rồi bây giờ mình sẽ tìm cách mình bỏ tuyệt đối này đi mình thấy a lớn hơn hoặc bằng không do đó chúng ta bỏ tuyệt đối chúng ta giữ nguyên đúng không do a lớn hơn hoặc bằng không để cho nè bỏ tuyệt đối mình giữ nguyên đó chúng ta được 12 a Rồi. Chúng ta sang bài 5. Mình thấy nè, 81 á là bằng 9 bình. Còn bạn này là bằng 0,7 bình. Do đó thì tách ra nha, tách ra. Căn của một thương thì sẽ bằng thương các căn à bạn này là 0,7 bình do đó căn của 0,49 là bằng 0,7 bạn này là 9 bình nên căn của 81 sẽ bằng 9 thì để cho đẹp chúng ta nhân hai vế cho 10 cho nó mắc cái số thập phân này đi mình được 7 phần 90 đó. cho nó đẹp thôi ha rồi câu B đây là hỗn số trên bây giờ mình sẽ viết bạn này thành phân số 2 x 9 là 18 18 cộng 7 là 25 mình được 25 phần 9 đó. bây giờ chúng ta có thể tách ra bằng căn 25 chia cho căn 9 nha còn mình lười thì mình ra luôn cũng được 25 chính là 5 bình 9 chính là 3 bình do đó căn của 25 phần 9 chính là bằng 5 phần 3 Rồi. câu c này. 1 phần 16 nhân cho 9 phần 36 à may quá số đây là toàn là những số à, chính phương không rồi thì chúng ta có thể tách ra mình tách ra đây là căn của một tích thì bằng tích các căn à. 9 phần 36 9 phần 36 chúng ta có thể rút gọn là chia tử và mẫu cho cho 9 chúng ta được 1 phần 4 đúng không đó. Số nào mà bình phương lên bằng 1 phần 16? Số đó là 1 phần 4, đúng không? Đó. 1 phần 4 bình phương lên sẽ được 1 phần 16. Do đó căn của 1 phần 16 mình được 1 phần 4. Còn 1 phần 4 thì số 1 phần 2 bình phương lên sẽ được 1 phần 4. Do đó căn của 1 phần 4 thì chúng ta được 1 phần 2. 1 phần 4 nhân với 1 phần 2 thì chúng ta được 1 phần 8. Đây, chúng ta xong câu C. Mình sang câu D. Câu D Trừ căn của 52 chia cho căn của 13. Rồi. Ở đây mình thấy nè, căn của 52 chúng ta không tính được. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ gộp lại nha. Trừ nè. căn 52 chia cho căn 13 thì sẽ bằng căn của 52 chia chia 13. Đó. Các em nhớ không? Mình có là căn có một thương thì bằng thương các căn. Được không? Đó, người ta để trong mặt cho nó rõ thôi, còn thực chất là dấu ngoặc này mình không cần cũng được. Rồi. Thì lúc này chúng ta được là 12 chia 3. 12 chia 3 thì chúng ta được 4 đúng không? Đó. căn của 4 thì mình được 2. Rồi xong, rất là đơn giản ha. Rồi, chúng ta sang bài 6. Rút gọn các biểu thức sau. 16. Câu A. căn 5 này nhân căn 6 này chia cho căn 10 này. Đó thì bài này à căn 5 mình không tính được, căn 6 mình không tính được, căn 10 mình cũng không tính được. Thế về chúng ta gộp lại. căn 5 nhân với căn 6 thì mình được căn 30. căn 30 chia cho căn 10 thì bằng căn 30 phần phần 10, đúng không? thì ghi nó hơi tắt ha chỗ đây đúng chúng ta ghi 5 nhân 6 thì nó nó đẹp hơn thì ghi hơi tắt 5 nhân 6 ok căn của 5 nhân 6 chia 10 đó 5 nhân 6 là 30 chia 10 là mình được 3 rồi xong bb căn của 24 a mũ mũ 3 rất là đơn giản đúng không các em. 6a bằng thì thương các căn thì bằng căn có một thương. Đó chúng ta gộp lại. Bởi vì ở đây là căn 6 mình không tính được, căn 24 mình cũng không tính được nên mình gộp lại để mình rút gọn. Mình được 24 a mũ 3 chia cho chia 6a. Đó. Chúng ta sẽ được 24 chia 6 thì chúng ta được 4 a mũ 3 chia a mình được a bình Đó. rồi lúc này thầy có thể tách ra căn 4 nhân cho căn a bình căn 4 thì bằng 2 căn a bình thì bằng tuyệt đối của a đề cho là a lớn hơn không a lớn hơn không nên khi bỏ tuyệt đối chúng ta giữ nguyên luôn Rồi chúng ta xong bài 6B Mình sang 6C 3 A bình B Phần 27 Thì thấy 3 này 27 thì chia hết cho 3 này Đó cho đó chúng ta chia tử và mẫu cho 3 chia tử và mẫu cho 3 để chúng ta rút gọn. Tử chia 3 thì chúng ta còn a bình b, mẫu chia 3 thì mình còn còn 9. Rồi sau đó mình tách ra nha, mình tách ra. Ngược lại với bài này, mình tách ra. căn tử chia cho căn mẫu. căn tử là căn của a bình ngăn cho căn b. Còn căn mẫu là căn của 9. Đó, mình tách ra. Rồi, tới đây làm sao nữa? Thì căn của A bình á, thì sẽ bằng tuyệt đối của A. Còn căn B thì giữ nguyên, không làm gì được. Căn của 9 thì bằng 3. Rồi bây giờ mình sẽ phá cái tuyệt đối này đi. Mình thấy nè, A của chúng ta bé hơn hoặc bằng 0 a bé bằng 0 nên khi bỏ tuyệt đối chúng ta phải thêm dấu trừ đằng trước. trừ trừ a căn b phần 3. Đó. Khi bỏ tuyệt đối mình thêm dấu trừ đằng trước. Vì a bé hơn bằng 0 Còn b thì lớn hơn hoặc bằng 0. Đây. mình xong 16 ha. Rất là nhẹ nhàng. Rất là đơn giản. Bài 7 cho hình chữ nhật có chiều rộng là a cm chiều dài là b cm và diện tích là s cm vuông câu a tìm s biết a bằng căn 8 và b bằng căn 32 s bằng mình biết rằng là diện tích á thì bằng dài nhân rộng hay nói khác là rộng nhân dài đều được ha diện tích bằng rộng nhân dài rộng á là căn 8. dài á là căn 32. Đó. Rồi đến đây mình thấy à căn 8 mình tính cũng không được, căn 32 mình tính cũng không ổn nên mình nhân vào. 8 nhân với 32 luôn. Rồi mình được 8 á. 8 à 32 là bằng 16. 16 nhân 2 Đúng không? 16 nhân 2 2 mà nhân với 8 Mình được 16 luôn à Vậy đây chính là 16 bình đúng không? 16 nhân 16 chính là 16 bình 16 bình vậy là căn của 16 bình thì bằng 10 16 Ok Mình xong qua ha rồi cô B. Câu B. Tìm B, biết S, biết A. À, ngược lại. S thì bằng bằng A nhân B. Nha. Từ đây mình tìm B thì mình suy ra B bằng bằng S chia A. S chia A, đúng không? S để cho là 3 căn 2. Chia A, A là hai căn 3. Rồi bây giờ mình làm sao đó cho nó gọn thôi ha. Tới đây là về cơ bản là được rồi. Bây giờ chúng ta làm cho nó gọn. Thì để cho nó gọn thì thầy sẽ nhân tử và mẫu cho căn 3. Nha, nhân tử và mẫu cho căn 3. Đây các em, 3 căn 2 này, tử này. Mẫu này 2 căn 3 nhân tử và mẫu cho căn 3 đó căn 3 mục đích thì nhân tử và mẫu cho căn 3 để chi để căn 3 nhân với căn 3 thì chúng ta được 3 đó, 3 với 3 rút gọn hết được không đó nè căn 3 nhân với căn 3 là mình được căn 3 căn 3 bình phương đúng không căn 3 bình phương căn 3 bình phương là bằng bằng 3 số 3 này với số 3 này hết đó. Như vậy thì chúng ta còn trình tử là căn 2 nhân với căn 3. Căn 2 nhân với căn 3 là mình được căn 6. Ở dưới mẫu mình còn số 2. Ok. Rồi, đơn vị là cm. Đó, mấy cái này mà muốn đẹp thì mình có thể làm những cái bạn này ngồi nháp. Ghi lại thôi cho nó đẹp. ha Đây cũng vậy. Nhưng mà thôi mình cứ mình trình bày vô đây đi. Chứ không thầy giáo tưởng là chúng ta bấm máy tính nha. Mình nên trình bày vào. Rồi, mình sang 18. Từ một tấm thép hình vuông, người thợ cắt ra hai mảnh hình vuông có diện tích lần lượt là 24 cm vuông và 40 cm vuông như hình 4. Đây, từ một tấm thép hình vuông, người thợ cắt ra hai mảnh. Mảnh thứ nhất là 24 cm vuông, mảnh thứ hai là 40 cm vuông. Hai mảnh này cũng là hình vuông tính diện tích phần còn lại của tấm thép thì mình thấy là để tính diện tích phần còn lại của tấm thép là hai cái phần này thì chúng ta sẽ lấy diện tích của tấm thép ban đầu mình trừ đi hai cái diện tích mà chúng ta đã được cắt ra nha hai phần mà chúng ta cắt ra Đó. mà để tính được diện tích ban đầu thì bây giờ chúng ta phải tính được cạnh tính được cạnh của cái tấm thép hình vuông ban đầu nha. Được chưa? Thì mình biết rằng là đây là một hình vuông nha, đề cho là là mảnh này hình vuông. Hình vuông á thì cạnh bình phương lên sẽ bằng diện tích. Do đó mình có diện tích, mình muốn tìm cạnh thì mình sẽ lấy căn của diện tích được không nè giả sử bạn này là a đi ha bạn này là a đi cạnh cạnh là a đi thì có phải là mình có cạnh bình phương thì bằng bằng diện tích như vậy thì tính cạnh theo định nghĩa về bình về căn theo định nghĩa về về căn bậc hai số học nếu mà mình có a bình phương bằng 24 thì a sẽ bằng căn của 24 mươi do đó cái cạnh này bằng căn của của 24. Tương tự như vậy bạn này, bạn này sẽ là căn 40. Đúng không? Đó, căn 40. Bạn này là căn 40, bạn này là căn 40 thì bạn này cũng là là căn 40. Đó, có từ đây tới đây là căn 24, từ đây tới đây là căn 40 thì chúng ta sẽ tính được cạnh của tấm thép hình vuông ban đầu. Sai ha? độ dài của độ dài cạnh độ dài cạnh cho nó rõ. Độ dài cạnh của hai mảnh hình vuông cắt ra lần lượt là căn 24 và căn 40. Đúng không? căn 24 cm và căn 40 cm. À, đồng ý chưa? Độ dài cạnh của hai mảnh hình vuông cắt ra lần lượt là đây. À. Thì từ đây chúng ta sẽ tính được độ dài cạnh của tấm thép hình vuông ban đầu. Mình cộng hai bằng này lại là mình được từ đây tới đây. Độ dài cạnh của tấm thép hình vuông ban đầu là à, căn của 24 cộng cho căn của 40 Ok đơn vị là cm rồi từ đây mình sẽ tính được diện tích của tấm thép hình vuông ban đầu ha à, diện tích của tấm thép hình vuông ban đầu là căn 24 cộng cho căn 40 là cạnh đúng không cạnh thì giờ muốn tính diện tích chúng ta lấy cạnh bình phương lên đã muốn tính diện tích chúng ta lấy cạnh bình phương lên rồi bây giờ mình tính bạn này tính thế nào mình thấy có dạng là A cộng B tất cả bình phương này A cộng B tất cả bình phương Thì chúng ta sẽ được là A bình A là căn 24 A bình Cộng cho 2 Căn AB Là căn 24 B B là căn 40 Cộng cho B bình B bình là căn 40 Bình Được chưa? Đó Rồi bây giờ chúng ta rút gọn lại ha, rút cho nó gọn lại. Căn 24 tất cả bình thì bằng 24 này. Căn 40 tất cả bình thì bằng 40 nè. Còn bạn này. Bạn này 2 nè. Căn 24 nhân với 40. chúng ta nháp đi. Bởi vì mình viết trong bài làm nhiều quá nó cũng rối. Căn của 24 nhân với 40 thì bằng 24 nhân 40 này đó. 24 á, thì bằng 4 nhân 6 24 thì bằng 4 nhân 6 40 á, thì bằng 4 nhân 10 đó. Tiếp tục 4 với 4 thì chúng ta được 16 đó. Rồi 6 á, là 3 nhân 2 6 là 2 nhân 3 10 là 2 nhân 5 10 là 2 nhân 5 đó, 10 là 2 nhân 5. Vậy là 2 số 2 này với số 2 này mình lấy ra mình được 2 bình. Đúng không? Rồi, 3 nhân 5. Rồi ok, bây giờ mình khai căn ra này, mình được bạn này mình lấy ra ngoài thì mình được 4, bạn này lấy ra ngoài mình được 2. 4 với 2 là 8. Đó, còn 3 với 5 là căn 15. Được chưa? Bạn nào không tự tin thì bấm máy tính. Thử kiểm tra lại nha chứ thầy không khuyến khích bấm máy tính này căn 24 nhân cho 40 à. À, ra 8 căn 15 ha thầy khuyến khích các em tập tính tay nha đây 8 căn 15 Đó. rồi chúng ta được là 64 cộng cho 16 căn 15 diện tích thì cm vuông. đó đây là diện tích của tấm thép hình vuông ban đầu Được không? rồi bây giờ mình lấy cái diện tích này mình trừ cho hai bạn mà cắt ra đây à, trừ hai bạn cắt ra đây thì mình sẽ còn lại diện tích phần còn lại đúng không diện tích phần còn lại của tấm thép là lấy diện tích hình vuông ban đầu trừ đi hai cái phần mà mình cắt bỏ 24 40 đúng không? Trừ đi 24, trừ đi 40. À. Thì 60 mà trừ cho 24 thì mình còn 40, 40 trừ 40 nữa là hết. Vậy chúng ta còn 16 nhân cho căn 15. Được không? 16 nhân căn 15, đơn vị là cm vuông. mình không có tính căn 15 ra. Bởi vì mình tính ra số lẻ lắm nó không chính xác nên mình để kết quả này. Rồi chúng ta xong bài 8 ha. Thì thực chất là để ngắn gọn thì chúng ta có thể bỏ qua bước này cũng được. Đó. Mình làm tới đây. Mình làm tới đây rồi. Mình có thể làm luôn diện tích phần còn lại của tấm thép là đó. lúc đó chúng ta tính gộp thôi mình làm tới đây nha rồi sau đó mình ghi là diện tích phần còn lại của tấm thép là mình lấy căn của 24 cộng cho căn của 40 tất cả bình đó đây chính là diện tích của tấm thép hình vuông ban đầu rồi mình trừ cho hai phần cắt bỏ đó, trừ cho hai phần cắt bỏ đó. rồi mình tính ra đó, chúng ta có thể làm gộp như vậy tuy nhiên là thầy tính kỹ ra cho các em nắm rõ vấn đề còn em nào hiểu rồi thì chúng ta có thể làm gộp cho nó gọn ok còn tính kỹ ra thì nó dài còn tính gộp thì nhiều bạn sẽ nói là khó hiểu mục đích của thầy là các bạn hiểu bài sau đó các bạn muốn làm gọn như thế nào thì làm gọn rồi thời gian còn lại chúng ta sẽ xử lý bài đố vui tìm chỗ sai trong phép chứng minh. Con voi, voi con nặng bằng voi mẹ. Sau đây, à, thì trước đây sách cũ á, là người ta chứng minh là con kiến nặng bằng con voi. Con kiến nặng bằng con voi. Còn bây giờ là voi con nặng bằng voi mẹ. m bình trừ 2 à người ta ghi này thì các em sẽ khó hiểu à người ta gọi m bình này m bình này đúng rồi rồi trừ 2 m lớn m nhỏ trừ 2 m lớn m nhỏ này m bình ở đây m lớn bình à m lớn bình à người ta sắp xếp lại các em sắp xếp lại đây nè m lớn bình trừ 2 m lớn m nhỏ cộng m nhỏ bình sắp xếp lại thì sẽ bằng m nhỏ bình trừ 2 m nhỏ m lớn cộng m lớn bình. Đó. Có nghĩa là hai bạn này m lớn bình và m nhỏ bình giao hoán cho nhau, à, giao hoán cho nhau. Còn trừ 2 m lớn m nhỏ giữ nguyên. Đó. Rồi tiếp theo thì như vậy thì bạn này có dạng là a bình trừ 2 ab cộng b bình. Đó. Do đó bạn này sẽ có dạng hàng đẳng thức là m lớn trừ m nhỏ tất cả bình đúng không theo hành đẳng thức bạn này cũng vậy à bạn này thì người ta còn giao hóa mờ lớn với mờ nhỏ này nữa mờ lớn mờ nhỏ này còn đây là mờ nhỏ mờ lớn này để lúc này bạn này có dạng là mờ nhỏ bình trừ hai mờ nhỏ mờ lớn cộng mờ lớn bình có nghĩa là a bình trừ hai ab cộng b bình đó lúc này theo hành thức chúng ta được mờ nhỏ trừ mờ lớn bình đó, thì thực chất là hai thằng này bằng nhau là đúng à, đúng bởi vì mình có là a trừ cho b tất cả bình thì cũng bằng b trừ cho a tất cả bình thôi được chưa bởi vì 7 bình thì bằng trừ 7 bình đó lý do là vậy cho nên là a trừ b tất cả bình cũng bằng b trừ a tất cả bình rồi sau đó người ta lấy căn bậc hai hai vế bởi vì hai số này đều là hai số dương hai số dương nên người ta lấy căn bậc hai hai vế rồi tiếp theo căn bậc hai của bạn này thì bằng m lớn trừ m nhỏ căn bậc hai của bạn này thì bằng m nhỏ trừ m lớn đó. rồi lúc này m lớn trừ m lớn mình chuyển sang bên trái trừ m lớn chuyển sang bên trái là là cộng m lớn m lớn cộng m lớn là hai m trừ m nhỏ chuyển sang bên phải là cộng m nhỏ m nhỏ cộng m nhỏ là là hai m nhỏ sau đó chia hai vế cho hai chia hai vế cho hai thì mình được m lớn trừ m nhỏ Rồi lý phải không người ta chứng minh là con voi mẹ là m lớn bằng vơ con là mờ nhỏ Nhưng hỏi mình là sai chỗ nào Nếu mà các em học kỹ lý thuyết nè Nếu mà các em học kỹ lý thuyết thì các em thấy chỗ sai liền Thì lý thuyết chúng ta học nè căn của A bình thì bằng gì các em Các bạn nói là A Không đúng Chính xác là bằng tuyệt đối của A Đó căn của A bình bằng tuyệt đối của A Nè còn nếu mà A là số không âm A là số không âm thì lúc này mới căn của A bình mới bằng A đó, với điều kiện là A là số không âm còn bây giờ mình chưa biết A là số âm hay dương thì cứ căn của A bình thì bằng tuyệt đối của A đó. do đó A đây đóng vai trò là m lớn trừ m nhỏ này do đó là căn của m lớn trừ m nhỏ tất cả bình thì sẽ bằng trị tuyệt đối của m lớn trừ m nhỏ bạn này cũng vậy căn của m nhỏ trừ m lớn tất cả bình thì bằng trị tuyệt đối của m nhỏ trừ m lớn đó như vậy thì ở đây người ta chứng minh sai là bởi vì người ta dùng sai công thức ha, chỗ này xuống đây phải thêm dấu triệt đối. Đó. Và đến đây, nếu mà mình làm tiếp thì mình phải biết được cái bạn này âm hay dương để mà chúng ta bỏ tuyệt đối nha. Còn nếu mình không biết thì mình chỉ dừng lại ở đây thôi. Đó, tóm lại là sai chỗ này. Căn qua bình phải bằng triệt đối qua chứ không phải bằng bạn này. Rồi, chúng ta đã xong các bài tập ở trang 51. Rất là biết ơn các em đã xem hết video. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye.